giấc này là 5:30. Đó, bữa nay có khách nha, con ông anh hai. Đó. Rồi ở ngoài nè, giấc này là tối rồi, tại vì tối nay là mình chuẩn bị di chuyển đi Phú Quốc rồi cô. Đi tham quan Phú Quốc mà cỡ này trời mưa gió rồi, không biết tối nay đi sẽ ra sao. Đang soạn đồ thì có cháu lên chơi. Đó, đây là bé Thắm, mình quay 15 phút để sau này mình coi lại coi nó có khác với bây giờ không nha. Đó. Hoa, con bé này bé Trăng nè. Trăng. Đó. Bữa nay là ngày 19 tháng 7 năm 2024 của thì mình ở đây là đang soạn đồ nè. Đó, khi cô ấy xem được cái video này thì mình đã di chuyển đi rồi. Là tối nay là 8 giờ thì mình sẽ di chuyển xuống cái nhà để xe dưới kia, rồi mình sẽ bắt đầu gia nhập với đoàn ở dưới Thốt Nốt, rồi mình bắt đầu di chuyển đi đó cô ấy. Đó, bộ đồ này thì mình sẽ mặc đem theo. Mình sẽ đi cái ba lô quân đội nè. Nó để cho nó tiện trên cái đường đi của mình. Người ta gặp bộ đội thì nó cũng nói chung người ta cũng nể nể chút xíu thì mình cũng dễ đi tới đâu thì mình cũng dễ một chút rồi á. Cũng 20 năm mà mới trở lại từ năm 2004 tới năm 2024 rồi đó cô á. Là cái ba lô này là chính xác hồi đó luôn đó. Đó nè, ở trên mình còn nữa nè. Đó mình tới hai cái ba lô lận, Hải quân Việt Nam đó cô á. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển đi, cái bộ này là mình sẽ mặc đi, còn cái bộ này đem theo hai bộ đồ, một cái quần dài, một cái áo dài, một cái áo thun, cái này là cái khăn nhỏ đơn giản thôi, và một số đồ lặt vặt nữa, mấy cái đồ lặt vặt rồi mình không biết đem cái gì. Cái gối nằm, cái này là cái gối nằm là có đồ chơi mình nhiều lắm. Khăn rằn, cái này là cái gối đi xe, cái gối chữ C đi xe của trên là khu thuốc than này kia đồ chơi đồ lặt vặt. Mình sẽ soạn rất là nhiều thứ luôn. À đúng rồi, phải đem theo cái túi đựng ba lô. Túi này là cái túi đựng ba lô đúng luôn đó cô á. Đúng chính xác là cái này cái túi đựng ba lô, cái túi nào của Mỹ nè. Cái này là cái gói tròn cổ. Cái này là túi là để bỏ cái ba lô này vô cô á, là nó cao cả 1 mét và bề ngang nó khoảng 7 tấc cô á, bự lắm. Là nói chung là chùm hai cái ba lô này cũng hết nữa. Bữa hổm kẹt kẹt mình lấy mình đi mua gạo đó cô bác, chùm cái bao gạo không nhầm nhò luôn, túi nó bự lắm. Có nghĩa là ngày xưa người ta sử dụng cái túi này để mà đi mưa hoặc để đi qua sông qua suối rồi vân vân á, thì người ta lấy cái túi này người ta bọc cái ba lô lại và ôm cái ba lô qua sông luôn, làm như là một cái phao rồi cô bác. Là mình đủ thấy là cái túi này nó chống nước đến mức độ nào. Hồi đó ở bộ đội của Việt Nam của mình thì cũng có túi nữa cô bác. Hải quân của mình á, thì hồi đó cũng có túi, là khoảng 4 giờ khuya người ta huy động mình là bắt đầu là đem cái tàu há mòm á, đi với mấy cái xe tăng thiết giáp này kia ra ngoài biển khoảng chừng 500 mét, cái bắt đầu người ta thả mình ở ngoài, rồi bắt đầu thả xuống dưới biển á, rồi mình mới lội ngược vô bờ. Đó là huấn luyện đó cô á, hải quân đánh bộ đó. Thì bây giờ mình mới sưu tầm cái này của Mỹ thì nó sẽ tốt hơn chút, nó ở trong là nó có cái lớp chống nước nè, ở ngoài là dễ dù. Đó, đem theo để có mưa là mình bọc lại là cái ba lô của mình là nó khô, nó không có bị ướt. Đó, món nữa. Còn cái này là cái dây này là dây chuyên dụng để mà leo núi. Nói chung dây này mình cũng có sử dụng rồi. Cái này không phải là mình leo núi nhưng mà đem theo mình có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất mình có thể giăng để mà phơi quần áo. Cái thứ hai mình có thể giăng giỏng. Cái thứ ba kẹt kẹt có thể dây cứu hộ hoặc kéo cái này kia rồi giả sử chẳng hạn. Cái dây này chịu lực là khoảng chừng 2 đến 3 người đu cùng dây của ông Đức. Dây này dây chuyên dụng luôn đó. Rồi. Còn mấy cái đồ lặt vặt đó thì mình đã chuyển qua đây rồi. Ở đây còn một cái quần nữa. Để coi họ mình sẽ mặc cái quần nào tiện hơn, sẽ có cái túi. Đồ đạc đang soạn thành ra nó hơi gối tung chút xíu. Vài tiếng nữa là mình sẽ đi rồi.
cái tai nghe không có đem theo hay không. Đó. Rồi ở đây là một số đồ lặt vặt để bắt cái đèn này. Đó. Rồi lặt vặt nè, cái túi y tế là bao gồm rất là nhiều những cái thứ ở trong này luôn, sẵn rồi dở ra quay một đoạn luôn quá ơi. Nè, nó thấy nè, chai rửa vết thương, thuốc đỏ, băng cá nhân, gạt, thuốc nhỏ mắt, dầu. Nhiều nhiều thứ lắm luôn, hột quẹt luôn. Đó, cái này rồi lặt vặt nha. Nhiều đồ lắm nhưng mà chuyến này mình đi thiệt là gọn, tại mình đi khoảng 3 ngày đó cô á. Đồ thì mình đã bỏ ra bớt nè, loại trừ để bỏ ra bớt nè. Đó. Ở đây thì mình đem theo một cái con dao mèo. Con dao mèo. Đó. Con dao mèo này. Cái này là thói quen thôi. À, đi ra ngoài Phú Quốc thì chắc không đi gần đâu. Cái này là cái dù mini. À, sạc dự phòng, pin, pin của cái đèn pin này nè cô á. Pin này. Pin này bị đèn siêu sáng nè. Còn số đồ thì mình bỏ lại đây không có đem hết cô á. Mình cố gắng mình loại trừ ít nhất có thể để mình đem ít hết thôi. Rồi. Cái này đồ chơi nhiều dữ dằn luôn. Đồ lặt vặt nè quá trời. Hết hồn. Kéo tìm những thứ đó. Giao phẫu thuật gì cũng có luôn. Nhưng mà mình cố gắng đem ít nhất có thể để cho nó gọn. Cái ổ cứng 2000 GB. Xà bông. Cái này là thẻ nhớ, dây cáp kết nối dữ liệu, sạc pin. Cái này con chuột của cái laptop. Và một số đồ lặt vặt rồi nhân dân. Nói chung là mình sẽ cố gắng loại trừ tới cái mức ít nhất có thể. Và chuyến này có thể là mình chỉ đi một cái ba lô một thôi cô á. Và một cái bọc này, ba lô và cái bọc này. Mỗi khi mình ba lô với cái vali phải không, thì lần này mình cố gắng là đem ít nhất có thể. Ít nhất có thể cho đống đồ này với đống đó là chắc cũng đầy cái ba lô rồi đó cô. Còn nhiều thứ nữa. Tại vì đi quay phim nó khó hơn là đi thường. Nếu như mình đi thường thì nó đơn giản cô á. Còn đi quay phim thì nó thêm một đống lặt vặt này nè. Thêm một đống này nè. Thế gì cho nó nặng lắm, mấy cái đồ nó nặng lắm cô á. Pin ấy rồi sạc dự phòng đồ nặng lắm. Sạc dự phòng mình đang sạc cho thêm nữa kìa. Mà sao nó vô hơi chậm tới tối kịp không. Sang cái chui này cho nó nhanh chút xíu à. Đó. À, chân thì chắc mình đem cái chân nhỏ nhỏ thôi. Rồi nón. Nón biết đem cái nón nào đây nè. Cái nón này thì bự khổng lồ luôn. Cái nón này cái dành khủng bố luôn. Nón này nón đen. Nón này thôi mình đi cái nón truyền thống của mình đi. Cái nón này ghi đi. Rồi cái áo khoác, không biết đem cái áo khoác nào đây nè. À, cái áo M65 nè. Áo lính không à. Áo này áo zip nè. Cái áo của hãng xe zip đó của. Xe zip nè. Có thể mình đem cái áo này đi cho nó tiện. Cái áo M65 nặng quá. Để mình đi cái áo xe zip. Đó là cái áo này vậy ta. Trời mưa đem mấy cái áo này có thể mưa nước lạnh. Cái áo này thì nó ấm lắm nè nhưng mà nó nặng quá. Thế mình đem cái áo zip đi cho nó nhẹ chút. Áo zip đi. Vậy là chiếc này mình mang áo zip nha. Zip. Rồi. Áo của hãng xe zip mà. Áo này cũng rất là xịn sò luôn. Tại vì mình thích mặc mấy cái đồ của quân đội. Rồi cái này là cái mền siêu nhẹ nha. À. Cái mền nhẹ hứng hưng à. Cái mền này thì mình được cho cô bác chứ không phải là cái mền của mình mua. Cái này được cho. Hàng này rất là xịn sò luôn. Mùa đông đắp không có lạnh mà mùa hè đắp không có nực cô bác. Không biết có phải là bằng cái lông chim hay gì không à. Là bằng tơ hay gì ở trong đó, có một lớp ở trong à, nói chung nhẹ hứng hưng ha. Đó. Và đắp nó rất là ấm. Đó. Còn ở trong này á thì là mình đem một cái áo mưa bộ của ớt. Trời này thở này mưa suốt luôn, bữa nào cũng mưa chứ. Thành ra mình đem một bộ áo mưa bộ này. Áo mưa này của quân đội luôn nha cô á. Áo mưa này của quân đội luôn.
Còn cái này là cái bạt. Cái bạt này bề ngang 1,6 m, bề dài 2 m. Hình như bự hơn nữa cô bác ơi. Hình như 2,5 m hay gì vậy, cái bạt này bự lắm. Cái này là cái liều, dạng liều chữ A của quân đội đó cô bác. Nè, cục quân nhu nè. Nói chung là mình chủ yếu là xài đồ của quân đội, hai cái món này là đồ của quân đội thôi này. Đó. Còn cái này thì cái đồ của phượt. Đó. Cái này là được tặng. Ồ, cái gì cho mình xài hàng hiệu không có nổ vô cô bác, nổ banh xác luôn. Cái này của Đức nè, cái này của Mỹ nè. Rồi cao zip nè, cũng của Mỹ nè. Mà không biết mình sẽ mang gì. Trời mưa mang giày khó lắm cô bác ơi. Nhưng mà chắc cũng phải mà đem theo đôi giày quá. Chung là mình không có mang giày. Da là vậy thường thôi. Ôi trời mưa dây da, đi về da không được đâu. Về da đi trời mưa nó hôi. Đi hồi đi giày chống trơn trợt đi trời mưa. Đôi giày đen, đôi giày đen của mình đâu rồi ta? Đôi giày đen. À đây 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 đây. Đôi giày đen. Đó. Đôi giày đen, cái đôi giày này mình đi tà lơn nè. Đôi giày này bám rất là tốt luôn quá. Trời mưa trơn trượt rồi mình đi đôi giày này, thứ nhất là nó nhẹ, tại vì mình đi đồng bằng quá. Đi Phú Quốc là đi đồng bằng, thành ra mình sẽ đi đôi này. Còn mấy cái đôi trên là đôi thể thao cũng đi ở đồng bằng á. Còn mấy cái đôi này là đi núi nè, đôi đi núi nè, đi núi nè, cô bác dòm nè. Đó. Mấy cái này nó chống chân trượt rất là hay luôn, mình có thử nghiệm rồi đó, đi rất là im, không xài chân trượt nữa. Còn mấy cái đôi giày ngày xưa mình đi nè, là cái đế nó bằng cô bác, nó không có cái dân ngang á, thành ra là nó dễ chân trượt lắm. Đó. Còn mấy đôi giày quân đội thì nó quá nặng đi. Đó. Rồi. Còn về da thì chắc chắn không đi rồi. Da, cái đôi giày này cũng rất im, là mình cũng rất thích đôi giày này nè. Đôi giày da lộn nè. À, đôi giày này giày hiệu cá sấu à, lách cót nè cô. Có cá sấu. Còn cái đôi này là của hồi nào quên mất rồi, New Balance. New Balance. Còn đôi này của hồi nào quên mất rồi, Reebok. Ta còn đọc là Redbook. Còn này Nike, Nike Air. Mấy đôi dư. À, nhưng mà mấy cái đôi đó chủ yếu là đôi thể thao không à. Bây giờ mình đi cái đôi này để cho chống chân trượt. Đôi này phủ cái quần lên đẹp lắm cô bác, mang lên rồi phủ cái quần cô bác coi cái series tà lơn á. À, nói chung trong cái series này mình sẽ mang đôi giày này, và chắc chắn mình sẽ có quay cái đôi giày này của mình, ví dụ mình xỏ vô gì quá đó, cái mình phủ cái quần lên gì nè đẹp. Nói chung mình mang giày đó quá, một là cho cái quần nó quần sọt ngắn, hai là cái quần nó phải phủ cái giày của mình coi nó mới đẹp quá. Còn mình mang lỡ lỡ mình nó hở giữa giày với cái quần nó không đẹp, trừ khi là mấy cái quần mà dạng kaki mà ống tấm á. Đó, rồi. Xong. Đi đem căn cước công dân này kia với mình đem cái túi nhỏ này theo. Đó. Có nghĩa là nếu như đi những cái địa điểm gần gần á thì mình chỉ cần tấp xe cái mình lên mình tham quan hay gì đó cô, thì mình sẽ chỉ mang cái túi nhỏ này thôi. Cái túi Leica này của mình nè. À, còn cái túi này của quân đội Mỹ nè cô. À, cái túi này ngày xưa mà của lính Mỹ người ta mang đó. À, cái túi này thì hơi bự, thấy cồng kềnh, nếu đem theo nữa thì nó chiếm cái diện tích quá, thành ra mình đem cái túi nhỏ thôi, không nhận túi này. Còn gỗ này, cái gỗ của Charlie là bữa hôm mình thay cái gỗ mới, à lấy cái gỗ mới mình tận gỗ cũ mình tận dụng để mình đựng đồ. Khu đồ chơi nè, tới nè. Tới đó, tới nè.
rồi chá rồi không thấy rồi. Đó đó. Rồi cuối cùng ăn cơm là khoảng 8 giờ cho mấy đứa nhỏ ăn xong rồi mình sẽ đi á. À, giấc này thì mình sẽ soạn đồ ra lay ra lay ra rồi mình sẽ đi. Trời ơi, ở đây có cameraman nữa nè. Rồi, rồi. Chắc mày là tạo gió. Cái này quay hậu trường, quay hậu trường. Gần gần vô mở cái xe. Rồi, mặt hơi liếc vậy, cái camera. Rồi, đi qua. Mình chụp cho khe mấy. Đúng không? Rồi, chắc là tạo mấy thằng. Trong nhà. Rồi quay đảo mà mình up lên là bắt đầu là mình di chuyển mình đi đó. Cô con bé này thấy cưng quá, gương mặt rất là điện ảnh luôn. Đó, thì mình mới đóng thêm cái ghế nè cô, để ông cụ nhiều khi ông lên cắm ngang không tới đó, mình đóng cái ghế nè, cái ghế nè, bề ngang bề cao khoảng 17 phân cô, mình đôn hai khúc cây, tại vì mình không có cây mình đôn hai khúc. Đôn hai khúc cây này quá. Phải mình có cây liền á thì im, nhưng mà mình không có cây. Nhưng mà cái cây này bề ngang rất là bự. Bề ngang là khoảng 5 phân á. Bự lắm, để cho chắc chắn thôi. Đóng ghế chà bá luôn, cái ghế bề ngang 1 gang, 2 gang là khoảng 4 tấc, là 4 tấc mấy, gần 5 tấc. Bề dài 1 gang, 2 gang, 3 gang, hơn 3 gang quá là khoảng gần 7 tấc. Đứng thoải mái luôn, bự chà bá luôn. Là mình đứng lên thắp nhang cái gì thì cũng an toàn quá. À. Rồi. Chắc này soạn đồ tiếp. Này chú cháu ra ngoài chụp hình cái gì rồi. Chắc này mình soạn đồ rồi chuẩn bị tối nay di chuyển đi. Đó. Rồi chút xíu mình sẽ quay một đoạn của cái series bên Phú Quốc nữa. Cái này là cái đoạn phim lẻ để kỷ niệm đứa cháu lên nhà chơi thôi. Đó. Chắc là mấy giờ không biết. Rồi ô, gần 6 giờ quá, còn 15 phút nữa là 6 giờ rồi. Đồ thì mình soạn. Nói chung mình cố gắng là bỏ những cái không cần thiết, có thể là mình bỏ ở nhà bớt, có thể rồi cái mền này có thể mình bỏ lại. Nhưng mà áo mưa là phải chắc chắn kèm theo rồi. Cái tăng này có thể mình bỏ lại nữa. Nói chung mình gắng cố gắng bỏ lại có thể để cho nó nhẹ gọn. Chỉ có một cái ba lô đó thôi. Và cái áo khoác này có thể mình bỏ nhà nữa. Không biết chừng. Cố gắng cho nó gọn nhất. Tại mình đi ba bữa. Nhưng mà tại vì cái đường đi xa quá. Thì có thể là mình chỉ quay được một bữa thôi. Còn hai bữa là hết bữa đi bữa về. Từ đây ra Kiên Giang. Kiên Giang rồi bắt đầu mới đi tàu. Không biết đi tàu hàng hay đi tàu cao tốc, không biết tùy theo đoàn của người ta liên kết với những cái cảng như thế nào, để tới đó mình coi rồi mình tính tiếp. Đó, trong nhà rồi, cái đoạn này mình ngưng tại đây hả cô ạ. Rồi, phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha. Rồi ngừng cô ạ.